Xin chào mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Không biết là các bạn chơi đồ công nghệ như thế nào? Đối với mình thì đồ công nghệ càng đắt lại càng ngon. Nhưng mà không vì thế mà cá nhân mình hay là mỗi chúng ta lại bỏ qua những cái phiên bản có mức giá mềm hơn. Ví dụ như là cái sản phẩm mà mình đang cầm ở trên tay này, đời mới nhất nhá, có mức giá dưới 9 triệu mà đã bao gồm cả flycam lẫn tay cầm luôn, về là bay được luôn. Nghe rẻ thì nó cũng khá là hấp dẫn đúng không? Nhưng mà chiếc DJI Mini 2SE này nó sẽ có một số điểm mà nó không được như chúng ta tưởng tượng và mong đợi về một chiếc flycam đâu. Mà nói thẳng ra nhá, là sau thời gian trải nghiệm nó thì mình sẽ có một cái vài điểm mà mình cảm thấy không hài lòng, hay nói đúng hơn là mình chê nó. Vậy nên nếu như bạn là người mới chưa có kinh nghiệm mà đang chuẩn bị mua chiếc flycam đầu tiên với mức giá dễ tiếp cận, mà muốn mua cái sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu flycam hàng đầu thay vì những cái sản phẩm rẻ không tên phố tuổi không phổ biến, thì hãy xem tiếp video này nhé, vì bạn sẽ trải nghiệm cùng chúng mình. Điểm lại một chút về thông số của chiếc Mini 2SE này thì nó giống như là một bản hợp nhất của hai chiếc flycam Mini 2 và Mini SE. Mini 2SE được trang bị hầu hết các thông số giống với Mini 2, ví dụ như là tích hợp công nghệ truyền sóng Optical 2.0 ở khoảng cách xa tới 10 km, bay được ở độ cao tới 4.000m và khả năng chống gió cấp độ 5. Chiếc flycam này được trang bị cảm biến CMOS 1.2.3 inch, camera 12 megapixel và max bitrate là 40 megabit, có thể chụp ảnh ở định dạng JPEG và RAW, và nó có tích hợp easy to zoom và một số cài đặt quick shot thông dụng, ví dụ như là drone, rocket, circle helix hay là boomerang. Và chỉ trừ duy nhất một điểm, đó chính là chiếc Mini 2SE này sẽ chỉ quay được 2.7K ở 30fps mà thôi. Vì độ phân giải rút gọn nên Mini 2SE này có mức giá tốt hơn Mini 2 đến như vậy. Nhưng với những ai mà đã quen với các sản phẩm chất lượng cao hay là thường quay video 4K ấy, thì có lẽ là Mini 2SE sẽ không khiến họ cảm thấy hài lòng hay thậm chí là không thích nó. Nếu như bạn mua chiếc flycam này, bạn sẽ chỉ quay được 2.7K hoặc là Full HD. Nó phù hợp với những người nào mà mới bắt đầu có ngân sách thấp này, hay là người mua với những nhu cầu đơn giản như quay vlog, quay video gia đình và không làm dịch vụ. 2.7K nó cũng là một cái chất lượng khá là ok. Nhiều khi mình cũng chỉ làm những cái video Full HD khi mà quay ban ngày cho nó nhẹ nhàng, mì ăn liền và hậu kỳ cho nó đơn giản là thôi. Thông số trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng mà chỉ có những cái trải nghiệm thực tế mới đem đến cho chúng ta những cái đánh giá tương đối chính xác nhất. Chính vì thế, hãy cùng nhau cất cánh và bay lên nào. Có khả năng kháng gió level 5 và bay được lên đến 31 phút. Tuy nhiên thì với một cái chiếc flycam mà quá nhẹ như thế này, và bên cạnh đó nó lại còn không được trang bị nhiều cảm biến nữa. Với những cái thông số trên lý thuyết kia thì việc va chạm nó sẽ rất dễ xảy ra, không chỉ với người mới mà cả những người có kinh nghiệm rồi. Thường thì mọi người sẽ rất là chủ quan, do đó các bạn hãy nhớ lựa chọn những cái khu vực nào thoáng xung quanh và trên cao để tránh những trường hợp bị vướng hay là va đập rơi flycam, hay là gặp gió lớn không thể bay ngược chiều gió để về và nó sẽ bị hết pin thì không trùng nhé. Mini 2SE có tích hợp nhiều chế độ quay quick shot khá hay, như mình đã nói rồi, chúng ta có thể mới chơi này không biết dùng có thể tạo ra những cái cảnh quay độc đáo. Nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý là cũng phải chọn một cái không gian để sử dụng các chế độ này, vì thực sự những chiếc mini khá là mạo hiểm để làm điều này, và chúng mình cũng đã từng có một cái tai nạn với nó rồi. Việc Mini 2 nhẹ là điều tốt, nhưng nó sẽ khiến chiếc flycam có cảm giác rất là mong manh. Khi lên cao và có gió mạnh, chiếc flycam bắt đầu rung lắc và trôi. Nên dù mình không thích điều đó cho lắm thì mình cũng phải công nhận rằng chất lượng video nhận được vẫn rất là ổn. Với combo cơ bản giá dưới 9 triệu có flycam này, tay cầm và cục pin, mình nghĩ rằng bỏ qua những cái nhược điểm về chất lượng video hay là hạn chế không thể quay dọc này, như vậy là đã quá đủ để chúng ta bay lên và ghi lại một số cảnh quay cho vlog hay là video kỷ niệm rồi. Và sau này thì khi mọi người có nhiều nhu cầu hơn hoặc là yêu cầu những cái chất lượng hình ảnh cao hơn, thì lúc đó mọi người có thể dựa vào những cái nhu cầu đó mà nâng cấp một chiếc flycam khác tại tecocamera.vn nhé. À, còn một cái lưu ý nữa, mọi người hãy nhớ kiểm tra pin đầy trước khi bay nhé. Và trên đây là tất cả trải nghiệm của chúng mình sau khi được trên tay cái sản phẩm này sớm này, cũng như là có một thời gian trải nghiệm nó. Rồi, và nếu như bạn đã trải nghiệm chiếc DJI Mini 2SE này, đừng quên để lại bình luận ở bên dưới và cùng nhau thảo luận nhé. Và cũng đừng quên like, subscribe Tokyo Camera nhé.